thành quả đây. Chiều nay mình sẽ rang me đi xào xào dầu á. Đây con ơi. Dạ. Đây là chị mình giới thiệu cho mọi người coi, nhìn lên. Dạ. Nè. Nhìn lên này. Tay mình thấy gớm. Tay mình hết sức đẹp nha các bạn. Con ngồi vô giọng tay con thấy gớm. Chuẩn bị quay đi, nặng lên nha. Chào các bạn nha. Học cho hang cua đồ. Coi coi có còn nào không? Cái gì giọng với trên. Quy lộ đang vòng cho mẹ quay coi. Dạ. Qua nè. Qua nè. Con đâu qua cho mẹ coi coi. Con đâu biết bơi đâu mà bơi. Con chỉ biết mò bắt cua. Mò bắt cua hả? Hang này nguy hiểm quá. Con học lấy cây ngọt vô. Đâu? Để mẹ coi coi con học thế nào. Dạ. Hang này hả? Dạ. 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 Rồi, để đây kéo qua đây khoe thành quả cho mọi người thấy rồi. Nãy giờ của hai cha con ơi. Để lên. À, ốc nè, cá rồi đó mọi người ơi. Được một con cá hả? Dạ. Đây đây cho mẹ coi coi. Nó bay đó nha. Trời ơi con. Có dừng nó bay. Dạ em. Ốc quắn. Hết nữa. Yên quá. Dạ, dạ. Rồi con mò đi nha. Sẽ ốc quá. Mẹ mẹ. 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 Quên á, mà mẹ, mẹ là mẹ, mẹ cũng quay nha. Ừ. Mẹ nói đây là bà ngoại của mình. Đây là mẹ, không phải, đây là bà ngoại của Minh Quy nha các bạn. Mẹ nói gì đó. Dạ. Rồi con không lội ra đặng đi lên nè. Ủa sao kìa? Sao con không lội ra ngoài chứ vậy? Cởi đi. Dạ. Dạ ba lại đây. Gì hôm nay Quy có một gâu rồi. Chưa Quy ra. Quy dính con rồi kìa. Nè kìa đó. Quay kia thật kìa duyên dữ nè. Nè. Cameraman. Ra đây có gì đâu, chìm có đá ốc phao nổi mà. Nè. Ba. Đi đâu vậy? Ba chờ con đây nè. Rồi lội lên ba đi hả? Dạ. Cố lên, đâu có chìm đâu, con lấy tay bơi bơi lên nè. Nè, thấy không? Cần yêu anh đó, cố đứng tới đây nè. Có chìm đâu. Gì gì? Cao, ê. cao. Ôm mà, mama rau. Cháu chị. Không có sao đâu, vô đi. Từ đây lội vô. Bình thường. Xa quá. Sao? Em đi xa quá. Em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vắng chờ quang mai đâu. Chờ đợi một cơn mưa. Ê dạ, con tập bơi luôn cho rồi. Ừ. Con cho ngoan bơi. Ừ, bơi luôn đi con. Cố lên em ơi, con mình tập bơi em. Bóp TV bên này tập bơi, quay clip dạ, khác đi. Dạ, nó cũng biết rồi. Lên đây, đổ ra đi, càng hiểu rồi, đâu có xấu đâu. Ê, bây giờ hãy đi tìm dạ. Nè, bóp TV bên này biết bơi nha mọi người. Rồi, ok. Đây là hai ba con bắt nãy giờ đó. Nè, thấy không? Đạp rồi, đạp rồi. Ba ấm con nè. Con bơi bằng chân à. Rồi, bơi chân biết. Ừ, con giỏi ai, con tập bơi ai. Đâu có chơi, rồi. Đâu con đứng được mà. Quên. Xong cạn à. Quên. Ba chích chích chắc, con bùi. A wonderful. Đây là cây gông má. Mẹ, mẹ quay con bơi nè. Mẹ quay con đi.
Bơi ơi, bơi, giỏi giỏi giỏi. Dạ dạ. Dạ. Bơi ơi, bơi đi con. Giỏi nè. Dạ, dạ. Bơi cho mẹ kìa. Bơi mặt lại ơi. Mẹ, con của mình á, các bạn ơi. Mẹ có bắt ốc, rồi có bơi, chưa có chiếu bắt cá là chưa bắt rồi, với bắt cua nữa. Bắt được con cá rồi đó. Nhưng mà bắt nhiều cá cũng mới chịu. Phen khác cũng mới chịu. Wonderful. Nhìn thẳng mặt cho mẹ nhìn nè. Ui. Ô. Gì vậy ba? Cục đá ở đâu dữ hả? Trời ơi. Ba bắt được cục đá rồi quê. Rồi. Ba nâng lên lại coi. Trời ơi. Một cục đá to ở dưới sông. Con đó có cây cổ thụ. Đá rồi vậy đi dằn nước mắm. Ông Quân nó heo. Nè, Ô. Dạ. Nhiều cá đây được rồi. Ổn tờ. Ăn không hết đó bà. Đá thả hồn. Bơi chút cái đã. Con đá trị giá 2 tỷ. Im à. Đá tảng hồn luôn. Ớt mà. Đá tỷ tỷ. Hồn đá chi giá 2 tỷ. Ở quanh nó cao. Gọi là ba đây. Ở quanh nó cao. Đây là cái bao. Ông quên nó đâu.